Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục những series về đội hình mạnh của đấu trường chân lý. Rồi thế ơi. Rồi 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 rồi. Lucky đâu à? Tích đi. Lệch lệch mà thế hỏi chơi Valorant làm gì thế? Đó, đúng cái ý tưởng phát triển đó, thì xem thử. Ý là mình cũng kiểu như mình tải về chơi, mình cũng sao tải về chơi rồi xem thử tham gia các kiểu. Bọn AK cao quá, nghe nghe cũng hay nhở. Kiểu như nó có mấy cái tên miền miễn phí lại cho mình để lên thôi, dễ mà. Nói chung là giờ đụng vào cái đấy bố cục mình sắp xếp được nhưng mà lâu quá không làm. Tạo trang web tổ chức giải á, bên direct làm vậy à? Sau này thế ơi, chưa 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 đợi 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 không không nếu mà bút hết bên thế là 70 trận, đưa ra 40 trận qua FOMO đúng không? À, gặp FOMO skin thì nhiều điểm cũng nhiều nữa. Đợt trước mà đánh không má cho hai cái ạc Sanji đồ các thứ bằng điểm nhau thì ngon nhỉ, mà mấy ạc kia không đủ điểm để bút cho hai ạc đấy chứ. 70 trận đánh cho kéo lên mà bút cho ba ạc mình chơi bút 70 trận mà còn lại. Nãy giờ bút cũng khỏe chứ, thấy dính nhiều mà. Như sáng nay bắt đầu đến tầm 10 rưỡi là đâu có dính nữa đâu.
không dính liên tục luôn á, chứ không phải ngắt quãng nữa. Không không là cờ thế à, gặp Fred ấy, mà đánh bên này thì cũng được, ô mình cũng được. Tiếp rồi. Em cứ canh lên lướt lướt tháng nó thôi. Anh sắp có tin này. Hay rồi. Thế hay rồi. Rồi rồi, mất nó mất ulti tiếp rồi. Em ulti trước đây, rồi đẹp rồi. Về đây đứng. Nè, ulti này. Các bạn đợi tí nhá, trong đồng đội của mình đi có việc tầm 5 phút rồi. Đéo gì mà toàn xem điện thoại chục triệu, 20 triệu ấy. Phất lên à, trúng số à? Ngồi xem điện thoại toàn chục triệu, 20 triệu, ghê đấy trời. Không. Sàn đi. Chưa? Rồi. Lệch chết thầy ơi. Lệch. Lại nó tiếp. Đợi rồi chứ. Mệt chứ. Mình thắng rồi không, mình còn đợi rồi chứ. Đấy, trận này thì ba viên cầm chắc trong tay rồi gì nữa. Cơ cấu thế à? Nghe cơ cấu đấy. Chơi đàm đạo, chơi đàm đạo. Về đứng đi đạt. Úi, đứng. Úi rồi, sắp chết rồi anh em ơi. Từ. Dán đây đừng cho lên. Ôi, tôi chết mẹ rồi. Từ nhá, anh hồi máu tí. Rồi, từ anh lùi sâu hồi máu đây. Lý nhỉ. Thế đó. Ôi rồi. Em nhiều máu thì em chạy ra sau nó đi. Hay quá em ơi.
Ui rồi má đéo gì đấy, kẻ áo rượu thật. Chết rồi má, nó kẻ rùa nó trúng anh điêu chứ. Thì nó kẻ rùa trúng anh, đéo hiểu kiểu gì. Toàn đâu rồi? Thôi kích nó đi, nó vậy là hơi lâu đấy. Tha ra hộ nó luôn đi ta. Anh em mình làm trước một game. Rồi vô như thế. Rùa rùa kẻ chết người. Rồi sắp rồi em ơi. Sẵn sàng luôn. Lên được kim cương 4 rồi này. Chỉ để đi fit thôi. Này chắc mai chưa giờ đã bút nhở, kiểu như 7 giờ đến 10 giờ này, xong buổi trưa tầm 11 12 giờ gì đấy đến 1 giờ đẹp.
đồ nào. Ôi đồ xấu thế. Toàn nước mắt nhiều khóc cho. Còn nhiều nước mắt vậy để khóc cho to à. Vô đần thế à. Rồi. Thượng Long gọi rồi anh em ơi. Ôi anh em mình thế bảo bao nhiêu bài học thế chưa quên sao? Ném qua đây, ném qua đây. À, bao nhiêu bài học mà thế chưa biết sao? Thế làm gì đã đủ Thượng Long? Kéo xuống em ơi. Đâu đừng có phép. Một con Scanner với một con Vladimir đâu ra mà đủ? À thế rồi xong rồi anh em lại hình dễ tương tàn rồi. Ôi xong rồi, à, hình dễ tương tàn rồi. Đơn vị trung tâm sẽ nhận được 45 là phải chơi lôi long à? Cái chọn cái ấn đấy là phải chơi lôi long à? Sẵn sàng đi em. Còn một đẳng luôn à? Còn từ từ để coi thôi. Em nào, em đổi con hề xem thử còn mấy trận. Vậy bên đấy đổi hết skill đi, bút cho con hề bên hải 3 trận rồi ném Asanji qua đấy thay ạc Zoro là được. Zoro còn nhiều điểm không? Vậy thì bên đấy đổi skill đi, ném lại bên này 3 trận cho con hề của cái ạc Kaido hết đi rồi ném cái ạc Sanji qua đấy bút rồi đẹp. Rồi, đổi skin đi nhá. Ui dồi, đến đây cuồng long các kiểu này. Rồi, đưa đón phải chơi Olaf. Xong chưa? Đổi xong chưa? Rồi đây. À, thế là chỉ có pháo thủ rồi đúng không? Hay lôi long. Chọn cái ấn này chỉ có chơi lôi long thôi. Đấy, cứ dành thượng long cho cố vô rồi hai thằng đều bỏ. Không, Hải chọn ấn rồi thế mới nói vậy đời chịu rồi. Không. Phải chém thôi, phải chém. Gặp ở đâu chém ở đấy, không nói nhiều nữa. Lôi long á. Có mấy con, hai con một tiền thế sao? Hai, một con một tiền, một con hai tiền. À, không chơi giờ tướng, long nó cứ ra dần dần nhỉ.
thế hay sao ấy. Huyết Long hồi máu này. Huyết Long hồi máu kìa anh em. Má, thằng phá thủ này. Má, con chó phá thủ này đánh hại. 92 máu. Trận đồ tơn 2 à. DCG là gì kìa? DCG là Lola, Lola đúng không? Ừ. Làm nhẹ qua xẻo. Đúng chưa? Đúng chưa thấy ạ? Đợi chúng học đánh cờ xong mình bỏ là đấy. À, sao mình vui tính thế nhở? Vui tính. Cái gì? Cứ rế. Ừ, sáng. Mà, nó chứ thằng nào... Thằng chó nào khỏe vậy? Level 5 rồi. Anivia các kiểu đấy. Chơi Huyết Long, Ám Long, Thượng Thông Tiến, Ngọc Long, Pháp Sư Cuồng Long. Xong chưa thế ơi? Rồi. Không, 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 không.
thằng nào con rồng huyễn long đây. Rồi kệ nó, mới tóc cuối rồi, bốn huyễn long à. Căng nhỉ, chơi gì đây, chơi gì để giành bài nó ta. Ui ôi, mát thượng long cứ ra một đùi chiến binh. Má trùng bài rồi, má chọn chiến binh trùng bài một đống rồi. Một thằng huyễn long này. Đồ long, thằng này chơi gì đây? Chơi đồ long, ấn đồ long chơi đồ long. Cuồng long, chiến binh các kiểu. Pháp sư, pháp sư. Từ 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 từ. Thế vô ạc san gì đi thế? Ờ rồi em vô ạc Zoro. Không, bên này này. Bên kia chuyển không skin đi, rồi để ba bút cho bên kia cho xong luôn. Đấy, và còn hai ạc có skin vứt qua một bên nữa. Cho đổi bút cho điểm ạc Luffy nó lên cao nữa là đẹp. Má cái nhà thế châu thế. Cho chém hai con đi. Má không chém. Không cho chém luôn. Em mua ạc 5 rồi. Em mua ạc 5 à? What the fuck. Ăn chém. Lấy được cái sàn nữa. Ui, vừa bảo ước lấy được cái sàn thì thế lấy luôn. Thế lấy cái sàn phải ghép cái gì? Nói đi, thế nói đi. Lôi long làm gì có ấn, thế đừng có điêu. Thôi chịu rồi. Chịu rồi, à, cứ nghe thấy mình nói cái gì là dành cho bằng được. Thế chịu rồi à, chịu luôn, không biết nói gì luôn. Em coi đi đạt. Chịu luôn á. Chịu luôn á, không có gì để nói luôn á. Cứ dành đồ người ta xong rồi không có, chịu luôn. Mời. Chạy đồ này, Euro này. Chịu luôn. Nhà kia không thích đi em. Chả chơi gì đấy. Đồ long à. Anh em mình chơi có vẻ cùng chí hướng nhỉ. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Quan nhận được ra được con
anh vứt cho con đô lát nữa được cộng 35% sát thương rồi này. Không có. Em kích vào cái sẻng ấy là nó ra, nó chỉ có cộng mấy cái ấn nhất định rồi ghép ra được thôi, còn mấy cái kia phải nhờ sách rồi ấn rồi cái lõi công nghệ mới ra. Rồng với mình. Bên kia kéo lên một thằng không chết. Trong đét. Con đe ra cùi mà dám chơi với đe ra view à? Đe ra cùi dám chơi với đe ra view. Thằng kia cả, ui thằng nào có cookie được chưa? À, Olaf mình tích được 50 sát thương rồi, vãi đái thật. Má, nhà hóa thủ có cookie khỏe vãi.
Ui rồi mười mấy máu luôn, sau rồi thế ơi, vô đợt này. Ui rồi, má nó có hai cookie rồi. Nó có hai cookie rồi, nó ghép đồ rồi, mà tay chí mạng nữa chứ. Cookie nó khỏe lắm anh em ơi. Ui rồi má quả này lấy được ra xua nhờ, mà chắc thằng kia nó không tha đâu. Chiến binh rồng, chiến binh huyến long. Em lấy đồ ở đâu nữa? Là chưa thế? Là chưa? Là chưa? Là chưa? Phải đi lấy ra tour một cách khác thôi. Còn lát tích nhiều đa lắm rồi, 55 sát thương rồi. Rai sát thủ à, nhìn căng đấy nhờ. Hai nhà, ba nhà, đưa ra phù thủy rồi. Hả? Cái gì cái gì? Đâu là gì đó? Con rồng ngọc long ra nhiều thế nhờ. Chưa đạt đâu, không bỏ vào ấy, bỏ vào cho nó chiến binh rồng nhá, cho nó khỏe. Con Rai cho vào làm gì đâu, nó cho chơi theo form chiến binh ấy, chiến bốn chiến binh bốn đồ long, sáu chiến binh bốn đồ long ấy. Ui vương mệnh kỹ thuật lấy luôn, không có nhiều. Nó vậy bé mình làm gì ta? Bài như vậy thì quá khỏe rồi, chơi gì nữa. Rồi thế rồi. Rồi thế. Bài hải khỏe quá rồi. Thank you.
Con lôi long thì lên kích được 3 chứ mấy, có con rồng nó mới kích được 6. Lôi long. Đây đã hai sao. Ui sao này chơi liên minh rồng tần hay sao mà để hai rồng này luôn. Ui rồng 3 à? Long con rồng nó khó ra chơi, chỉ được 3 lôi long thôi. Xong thế rồi. Thế. Long hồi máu mà, long hồi máu ngon mà. Nó khác thì đột biến mùa bữa trước đâu. Gần đột biến chết liễu hay đột biến mana là thôi một đấu người chơi. Có một thằng đấy, thằng này nè, thằng này đang nuôi rồng 3 này. Đấy có cái hộp Pandora hàng chờ. Chào xuống em ơi. Kim Long. Có Huyễn Long. Chiến binh rồng, tân ngủ rồi. Giờ mà lấy cái vuốt rồng nữa là đẹp. Vuốt rồng nữa là thôi. Bởi là vô địch luôn. Pandora nó mua một đống rồng nó để ở nhà kìa. Thế ơi. Đổi tướng cái hàng chờ đấy, có 3 cái ô cuối đổi tướng cái hàng chờ. Đổi rồng là chỉ ra rồng thôi. Xong rồi thế ơi. Ui khỏe quá. Nó đấm người. Được 3 ô cuối rồi. Nó vừa ra URF cái. Yuzu 2. Không vừa rồi nó để thờ red qua. Mẹ chơi đến long và đám long đấy. Con thờ red ngon nhỉ. Thay vừa ra một thờ red ta. Nếu tướng đánh xa là né kéo lần 1, nhưng mà lần 2 chắc chắn sẽ bị kéo luôn á. Đây này. Con thờ red nó dậy phải. Kéo xuống đi, kéo xuống, kéo xuống. Giờ cần đồ ra xua nữa rồi. Ra xua 2. Đây, tủ nó gần chết rồi, nó máu kìa. Nó hồi máu.
thoát chết luôn. Phải rôn rồi. Rôn chín chưa có đam thò. Chiến gì? Răng tay chín bạn à? Thằng nào? Ủa, con rồng của nó đâu ta? Nó cất đâu rồi? Bạn mất làm gì? Ủa, nó đang nuôi rồng 3 mà, vậy thì thôi chứ. À, nó lên 2 rồng 2 rồi. Rồi hình như đấy, bục cái là rồng 3. Mà ba thằng chơi con rồng này rồi, khó ra. 3 thằng nữa. Ừ. Mà chết bớt rồi đấy, còn mấy thằng đâu. Sắp chưa? Ra chưa? Ra mấy con? Tổng 3 rồi á? What the fuck? Tổng 3 thì chịu rồi. Ok. Hôm nay thì chơi rồng rồng gì đây? Rồng sao chim à? Rồi thế rồi. Ủa sao nó phải vậy? Đánh mãn chết rồi. Thế rồi. Đánh mãng vào đam nó này. Ui dồi, bài yếu rồi anh em ơi. Cần đồ ra xua đẹp đẹp tí hoặc lên ra xua hay. Chết mẹ rồi má. Ôi rồi má lấy cái tháo đồ mà ấn nhầm cái đổi đồ rồi. Đấy là vừa rồi dùng cái tháo đồ mà quên mất ấn nhầm mẹ cái đó, rèn đồ rồi. Ui rồi đi luôn. Ui rồi vài giờ yếu rồi không ăn được ai. Nhầm đồ rồi. Cái gì? À là đánh kiểu sốc đam á. À, cay thế nhở? Nãy dùng nhầm cái tháo đồ mà nhầm mẹ cái đèn đồ thân giờ thành còn có 7 huyễn long vậy đã thôi. Nhà thằng này thì vẫn ăn được mà mất 7 mất 8 huyễn long rồi, nó hơi yếu quá luôn. Quẹt cái mẹ do chết mẹ đi. À, yếu rồi má, bài đang khỏe thành yếu rồi. Ừ. Không phải. Thôi em sẽ dành thằng này rồi. Thằng này thì thôi, chịu rồi. Thằng này thì chịu rồi, mất lên đồng 3 thì đúng chịu rồi. Hồi máu sẵn sàng thế thôi. Má nó làm bụng rồi. Nó làm bụng phát lên 2 con rồng, nó đổi được 2 con rồng huyễn long luôn. Đấy mà một đặc của
mới xong thì còn tầm 40 trận à? Ờ. Thì đúng rồi con. Ảng đấy hơn Ảng thế tầm 40 trận luôn á. Thịnh không chơi nữa đâu, bên đây kéo lên một nhá. Thịnh không chơi nữa đâu. Cơ mà cũng chuẩn bị làm thôm thiết các kiểu, hay là dùng thôm hôm qua nhắc được nhỉ? Hai thu một video được rồi. Nếu bỏ cái cuồng long ra thì em còn chơi kêu được không ta? Em bỏ cuồng long ra thì con này nó sơ đổ. Khó chứ. Đó. Đang nhập cái Meta Profile tao ấy. Để xem rồi kênh kia là chắc nay được rồi chứ đúng không? Ý là đang nhập tao ấy để setting thôi. Xong chưa thể ơi. Lệch mà, Ảng thấy có 40 mà, Ảng tôi mua 101 lận mà. Tôi mua 101 e. Được có 5 trận chứ mấy, thì giờ tầm còn 35. Không không, nó nhiều vậy mà, Ảng tôi mua nhiều skin N lắm. 101 trận. Đúng không? Rồi đọc lên là đọc. Giờ đọc đi.
500 bảo làm phí 5 xị cộng với 7 xị là dự xị cụ 2. Năm chục nghìn có cái gì là ACB à? Ờ, một cái đấy. Cái TP đâu có phí đâu. Đấy, đúng rồi. TP chưa luôn. TP chưa có phí luôn. Ờ, đúng rồi. Tiền về kìa thế, chia tiền này. Lấy cái thẻ phát cũng bể xị không lấy. Chế trụ bảy xịn chứ đủ một cụ thì lấy làm chi. Ok thế mà phí 50.000 tiền làm thẻ ACB à? Thôi chứ. Thế có bữa có 50.000 của thằng kia kìa, thấy không lấy thì để hải 50.000 được bữa cơm. Thì nạp trăm. À vậy à. Vãi cả nạp. Thua. Nó nạp bảo nạp trăm rồi ra rút thử 50 rồi có được không? À, các kiểu. Thank you.
người đã xem livestream của mình nhá. Hẹn mọi người vào buổi livestream tiếp theo nhá. Bye bye mọi người.